đen, chúng ta sẽ xử lý bài trọng âm trước nhé. Với bài trọng âm thì chúng ta sẽ nhìn vào cái câu số 1. Trong cái câu số 1 chúng ta có một số cái từ của quy tắc, chúng ta để ý vào những chữ của quy tắc thôi. Thế thì cái từ đầu tiên của quy tắc đó là nếu nó kết thúc bằng chuẩn diag thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết trước nó. Như vậy chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là nó rơi vào tiết số 2. Nhìn vào cái trường hợp C, trường hợp C thì chúng ta để ý thấy là về cái viết và đọc thì chúng ta thấy rằng cái phần đằng trước thì gồm một ơ và đằng sau gồm thanh. Vậy thì nếu chúng ta có thể nhìn nhanh, chúng ta cũng có thể đoán được rằng là trọng âm ở tiết số 2 rồi. Đến trường hợp thứ 3 thì chúng ta để ý thấy là nó có cái ịp thì trọng âm cũng lại rơi vào tiết trước nó là 2. Vậy thì ba cái trường hợp A, C và D đều ở tiết số 2. Với đáp án mặc định hiển nhiên là phải ở tiết số 1. Xin lỗi, và đáp án B. Còn đáp án tiết số ấy thì về thì sao? Đấy là cái quy tắc cách làm của phần trách nhiệm, đúng không ạ? Chỉ có một đáp án đúng thôi. Câu số 2 chúng ta cũng nhìn vào trường hợp A. Trường hợp A, đây là một động từ và nó kết thúc bằng hai phụ âm. Thì thông thường trong tiếng Anh nếu như một động từ mà kết thúc bằng từ hai phụ âm trở lên thì trọng âm rơi vào chính nó, tức là vào trọng hai. Trường hợp B thì chúng ta xin nhìn rất nhanh. Chúng ta có thể rơi vào chữ X vì X có thể được tính một điểm thù. Do vậy chúng ta không nhận trọng âm, phải trọng âm vào cái âm còn lại là âm hai. Trường hợp C là một trường hợp có quy tắc vì chúng ta có condition, mà đã có condition thì trọng âm rơi vào tiết trước đó, vậy cũng là đáp án là âm hai. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là D, đáp án thứ nhất. Câu số ba thì A để về đã, ta nhìn vào B có đối thích, vậy trọng âm rơi vào âm tiết trước nó, vậy ta đến ba và con về vào âm số 2. Câu số C cũng là một quy tắc, đó là có nguyên logic trọng âm rơi vào âm tiết trước nó, vậy tức là cũng vào âm 2. Trường hợp C cũng là có quy tắc, đó là nguyên ed. Khi có nguyên ed thì trọng âm rơi vào âm tiết trước nó, tức là âm 2, vậy đáp án của chúng ta. Vậy thì đây là âm 3. Và chúng ta đọc đến vậy đáp án đúng của chúng ta là B. Trường hợp A là một trường hợp mà không rõ ràng về quy tắc đặt này. Câu số 4 thì trường hợp A là có quy tắc rồi, ta có x, vậy trọng âm rơi vào tiết trước đó, x có x cổ, vậy ta đến 1, 2, 3, vậy rơi vào tiết số 3. Cái trường hợp B và C thì hầu như chúng ta sẽ rất khó để nhìn ra các quy tắc. Trường hợp D, chúng ta có thể nhìn vào trường hợp D. D đó là trường hợp ATE thì trọng âm sẽ rơi vào cách nó về phía trước của âm tiết, tức là giữ cách về phía trước về vào âm 2. Vậy thì từ cái nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy hoặc là A hoặc là D. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng cái gì? Vậy các em có thể nhìn vào trường hợp B. B chúng ta có một cái đuôi đó là đuôi C. Đây là đuôi danh từ. Vậy từ đó suy ra là nó là đuôi danh từ rồi, đuôi thì nó sẽ không nhận trọng âm nên sẽ không thể vào âm 3 được nữa. Vậy thì chắc chắn nó phải vào âm 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là A, đúng không? Thế các bạn nhận cái chỗ này nó hơi đặc biệt, đó là trường hợp B của chúng ta có đuôi đường C, đó là đuôi danh từ. Vậy thì cái đuôi đường này thì chắc chắn không nhận trọng âm, do vậy cho nên nó không nhận vào âm tiết số 3. Vậy thì nó chỉ có âm tiết số 2 thôi. Bây giờ chúng ta sang cái câu số 5. Câu 5 này, A có quy tắc đó là A có đuôi ED. Và đuôi ED thì trọng âm rơi vào âm tiết trước nó, vậy ta đến bài O đài cơ 1, 2, 3, 4, âm số 4. Vậy thì bây giờ có lẽ những trường hợp sau thì khá là dễ, bởi vì trường hợp B của chúng ta bỏ chữ đuôi đi thì ta còn được sơn. Sơn thì trọng âm rơi vào âm tiết trước nó, tức là vào âm tiết số 3 của glossary. Và chúng ta có thể nhìn rất nhanh sang trường hợp D, ta bỏ đuôi ly đi thì chúng ta có đuôi echo, mà trọng âm sẽ rơi vào âm tiết trước đó nếu như kết thúc bằng echo, do vậy cũng vào âm tiết số 3. Ta không cần phải nhìn sau đây D thế mà D, CD đều giống nhau.
Như vậy thì đáp án của chúng ta là A. À, câu thứ 6. Câu thứ 6 như sau. Cái trường hợp A thì chúng ta bỏ đuôi chở đi thì chúng ta sẽ hạn quay lại một cái tắc đó là ATE. Vì vậy cho nên trọng tâm rơi về phía trước cách đó một phần tiết và chúng ta sẽ rơi vào phần tiết số 1. Câu số 2, à B xin lỗi, từ thứ 2. Từ thứ 2 thì ta khó nhìn lắm. Nó vào rơi vào cái gì? Chúng ta nhìn vào cái C trước. C thì chúng ta sẽ nhìn vào để là Connery bỏ đi nhé. Condition, Missionary, cái ấn tiết thứ yeah. Hai cái là thứ nhất rồi. Vậy bây giờ ta chỉ cần B hoặc D thì chúng ta có thể nhìn vào vị trí D. D là danh từ ghép và danh từ ghép thì chúng ta rơi vào yếu tố thứ nhất. Đáp án đúng của chúng ta là B. Invalid. Tiếp tục chúng ta sang cái câu thứ 7. Câu số 7 là một cái từ khá là khó. Thế bây giờ chúng ta thử nhìn xem những cái nào mà có đáp án. Chúng ta để qua cái A đi, chúng ta sang cái B trước. B chúng ta có equal. Equal thì chúng ta rơi vào phía trước đó thì là âm 2. Và C có đuôi ET thì trong âm rơi vào tiết trước nó đó là activity 2 tiết. Hai cái là thứ hai rồi, bây giờ chúng ta phải nhìn vào cái D đi cho nó nhanh. D D thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng là từ này nó đọc là vulnerable. Vậy cái trường hợp R này chúng ta sẽ đọc là mà chúng ta nhớ trong tiếng Anh tất cả những nguyên này những từ mà là và ngữ ngàn này thì không nhận trọng tâm. Do vậy cho nên cái này nó sẽ không vào thứ hai. Chúng ta làm theo quy tắc loại trừ. Cái D là không vào thứ hai. Còn cái B và cái C vào thứ hai phải đáp án của chúng ta. Thì đây là một câu tương đối khó, rất nhiều bạn cũng sẽ gặp nhiều. Câu số 8. Câu 8 thì chúng ta sẽ nhìn vào trường hợp đầu tiên đó là A. Từ đây chúng ta đọc là indenture. Ok, vậy thì đằng sau là ư đọc là indenture, vậy không vào cái thứ ba. Cái trường hợp đầu tiên là in thì là tiền tố, vậy vào thứ hai indenture. Thứ hai là ta dừng lại ở chỗ B, ta để lại ta sang cái C trước. C thì chúng ta có là từ survive tơ ai hà tơ thì yếu hơn ai, vậy ai sẽ nhận trọng tâm survive. Vậy vào âm 2 survive và survive. Mà cuối cùng là có quy tắc rồi, đây là quy tắc đó là quy tắc shin thì trong âm rơi vào âm tiết trước nó cũng là vào 2. Vậy ba cái là 2, và A vào 2, C vào 2 và D vào 2. Vậy đáp án tương ứng của chúng ta là B service. Service là trải nghiệm mặt đường. Câu số 9. Câu 9 thì từ thứ nhất chắc chắn các bạn rất là quen, discovery. Thì cái từ này đọc lên là sao? Thì vào âm tiết số 2. B thì vừa mới nói ở trên đó từ survival thì cũng vào âm tiết số 2. Đến từ C vào âm tiết số 1 giống như ở bên trên rồi. Vậy đáp án là C follow. Còn D là một cái tắc traditional thì vào âm tiết số 2. Và cuối cùng câu 10. Câu 10 của chúng ta là một câu có quy tắc. Trường hợp đầu tiên thì có đuôi shin nên trọng tâm rơi vào âm tiết trước nó, tức là vào âm số 3. Tiếp theo ấy, câu từ B chúng ta bỏ chữ nít đi thì chúng ta cũng lại có đuôi shin tiếp. Thế thì chúng ta có 1, 2, 3 có đuôi shin, vậy cũng vào 3. Trường hợp D thì chúng ta để ý là C xuống nào thì có kết thúc bằng 2 chữ E. Nếu bình thường một danh từ có kết thúc bằng 2 thì chẳng cần rơi vào chính nó, vậy vào âm tiết số 2. Mà thậm chí chúng ta có thể nhìn thẳng vào cái từ này là dù kiểu gì nó cũng không thể vào số 3 được, nếu nó chỉ có 2 âm tiết thôi. Như vậy thì mình vừa rồi mới hướng dẫn cho chúng ta sang bài số 1 về trọng âm.